tận dụng nguồn phân bón hữu cơ có sẵn từ trang trại của gia đình cùng kinh nghiệm trồng cây ăn quả nhiều năm, ông Dương Văn Dũng ở thôn Dưỡng Phú, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động đã thành công trong xử lý, thâm canh cùng áp dụng kỹ thuật để nhãn ra hoa đậu quả sớm. Hiện nay vườn nhãn của gia đình ông đã bắt đầu cho thu hoạch với sản lượng ước đạt trên 1 tấn quả. Năm nay là năm thứ ba, vườn nhãn với hơn 50 cây giống T6 của gia đình cho thu hoạch quả sớm. Theo ông Dũng, để nhãn ra hoa đậu quả sớm cần kỹ thuật chăm sóc cụ thể cho từng giai đoạn bắt đầu tỉa cây từ tháng 5 dương lịch bón phân lót và tác động cơ học để thay đổi sinh lý và quá trình chuyển hóa của cây. Quá trình nhãn ra lọc phải trải qua hai lần lọc để nhãn cho quả to, cây khỏe. Ngoài ra tận dụng hơn sau mẫu vườn ao chuồng của gia đình, ông tiến hành làm phân bón hữu cơ cho nhãn bằng phân chuồng, ủ đạm cá đầu tương để nâng cao chất lượng quả, đảm bảo vị ngọt thơm đặc trưng. Nhờ vậy, dù còn hơn 3 tháng nữa mới đến chính vụ, xong đến nay vườn nhãn của gia đình đã bắt đầu mở vườn cho thu hoạch. Dự kiến sản lượng đạt hơn 1 tấn quả, toàn bộ đã được khách hàng đặt mua với giá bán cao gấp 3 đến 4 lần nhãn chính vụ, đã từ 50 đến 70.000 đồng 1 kg.